Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp cập nhật đội tuyển Việt Nam lên đường về nước, máy bay cất cánh trễ 50 phút. Đội tuyển Việt Nam lên đường về nước Trận thua 2-3 trước chủ nhà UAE đã khép lại hành trình đáng nhớ của đội tuyển Việt Nam tại Dubai trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Những kết quả tuyệt vời đã giúp thầy chó luyện viên Park Hang-seo chính thức giành vé vào vòng loại thứ ba trong sự hân hoan của người hâm mộ. Suất đi tiếp dành cho năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đã gọi tên đội tuyển Việt Nam và giờ là lúc những người hùng của chúng ta trở về với các cổ động viên tại quê nhà. Cụ thể đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 17 tháng 6 theo giờ Việt Nam và hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng dự kiến vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6. Sau đó máy bay sẽ tiếp tục đưa các cầu thủ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 17 tháng 6. Đội tuyển Việt Nam ban đầu dự kiến sẽ cách ly 21 ngày tại một khách sạn ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên sau khi xin ý kiến chỉ đạo, toàn đội đã được Bộ Y tế cho phép chỉ phải cách ly 7 ngày do đã tiêm đủ hai mũi vaccine, đồng thời đã làm xét nghiệm RT-PCR đầy đủ ở UAE. Đây cũng là địa điểm mà tuyển Phúc San Việt Nam thực hiện cách ly sau khi giành vé dự vòng chung kết Phúc San World Cup năm 2021. Trong khi đó, 5 cầu thủ Việt theo là Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Thanh Bình, Hoàng Đức và Trọng Hoàng sẽ không đi cùng các đồng đội mà bay thẳng sang Thái Lan để chuẩn bị cho vòng bảng AFC Champions League 2021. Nhóm cầu thủ này sẽ đi cùng chuyên cơ đội tuyển Thái Lan về nước và sự kiến sẽ có mặt tại Bangkok vào ngày 17 tháng 6. Đội tuyển Việt Nam về nước và sẽ có khoảng thời gian luyện tập chuẩn bị cho giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 6. Tiến Linh gặp sự cố tại sân bay, loay hoay xì hết hơi quả bóng. Tiền đạo Tiến Linh đã gặp sự cố trong quá trình làm thủ tục tại sân bay về Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 phải chật vật xì hết hơi quả bóng kỷ niệm trước khi lên tàu bay. Đội tuyển Việt Nam đã lên đường về nước sau một hành trình dài tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE. Trong quá trình làm thủ tục trước chuyến bay, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã gặp sự cố khi không được mang theo quả bóng lên máy bay. Phía tiếp viên yêu cầu trung phong của tuyển Việt Nam phải xì hết hơi quả bóng thì mới được sách tay theo. Đây là quả bóng kỷ niệm không phải là bóng thi đấu của một chiến dịch. Các cầu thủ tuyển Việt Nam đã rất cố gắng nỗ lực ghi dấu ấn ở đấu trường châu lục, đặc biệt với Tiến Linh, cầu thủ đã ghi tổng cộng 5 bàn thắng trong cả vòng loại nên quả bóng này có thể có một ý nghĩa riêng. Chắc hẳn Tiến Linh muốn mang quả bóng từ UAE về để bổ sung thêm vào bộ sưu tập những kỷ vật về bóng đá của mình. Nhìn hình ảnh một sát thủ trên sân cỏ vất vả với quả bóng khiến người hâm mộ không khỏi bật cười và thích thú. Dù vậy vẫn mong Tiến Linh sẽ nhanh chóng xử lý sự cố này để cùng tuyển Việt Nam trở về quê hương. Trước đó, Bộ Y tế đã đồng ý thời gian cách ly 7 ngày đối với các thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam về nước mang số hiệu QH9305 khởi hành từ Dubai lúc 0 giờ 40 phút ngày 17 tháng 6 năm 2021 theo giờ Việt Nam đến Đà Nẵng, dự kiến hạ cánh lúc 9 giờ 15 phút ngày 17 tháng 6 năm 2021. FIFA khen ngợi đội tuyển Việt Nam sau chiến tích lịch sử. Sau khi lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, FIFA đã có những lời chúc mừng gửi tới đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử sau khi góp mặt trong số 12 đội bóng lọt vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á. Đó là tiêu đề bài viết chúc mừng chiến công của đội tuyển Việt Nam được FIFA đăng tải trên trang chủ của mình. Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á khép lại với tấm vé đi tiếp dành cho các đội bóng là Ả Rập Xê Út, UAE, Iran, Iraq, Oman, Liban, Trung Quốc và Việt Nam, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và Syria. 12 đội sẽ được chia làm hai bảng để cạnh tranh cho tấm vé đến với World Cup 2022 tổ chức tại Qatar. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới viết, Đội tuyển Việt Nam đã làm nên điều bất ngờ khi lọt vào vòng loại thứ 3 trong khi Uzbekistan lại để lỡ cơ hội này sau thất bại trước Ả Rập Xê Út ở lượt đấu cuối. Trung Quốc, Iran, UAE khởi đầu chậm chạp nhưng rồi vẫn kịp lọt vào nhóm 12 đội tham dự vòng loại cuối cùng trước khi kết thúc vòng bảng. Giải đấu lần này chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam sau khi lọt vào top 8 đội mạnh nhất tại Asian Cup 2019. Huấn luyện viên Park Hang-seo và học trò tiếp tục cho thấy sự ổn định và tiến bộ trong thời gian qua. Với những chiến thắng quan trọng trước Indonesia và Malaysia, đội tuyển Việt Nam ghi tên mình vào vòng loại cuối cùng với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ngoài ra, FIFA cũng có những lời khen dành cho Tiến Linh, tiền đạo này là người ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển UAE trong trận đấu trên sân Mỹ Đình diễn ra hồi tháng 11 năm 2019, tạo lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam trước giai đoạn lượt về của bảng G. Có thể thấy thành tích của đội tuyển Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự chú ý của truyền thông khu vực cũng như trên toàn thế giới. Ông Phan Anh Tú, cầu thủ dưới thời huấn luyện viên Park không biết sợ. Theo cựu quyền tổng thư ký VFF Phan Anh Tú, thành tựu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup đến từ quá trình chuẩn bị công phu suốt 4 năm qua của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Tú nói với phóng viên sau khi Việt Nam giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Thành tích lần này đưa đội tuyển lên một tầm cao mới, nó cho thấy bóng đá Việt Nam đang hội tụ đủ những yếu tố cho một bước chuyển mình trong thành công lần này vai trò của huấn luyện viên park hang seo rất lớn lịch sử đã chứng minh không phải huấn luyện viên nào cũng phát huy được thế mạnh của cầu thủ việt nam ở đấu trường quốc tế nhưng thầy park chứng tỏ ông ấy đã tìm ra lối chơi thích hợp với chất lượng cầu thủ việt nam hiện có thể hiện qua nhiều giải đấu đã qua giúp niềm tin của các cầu thủ thêm vững vàng có thể thua đấy nhưng việt nam cũng không sợ sệt bất kỳ đối thủ nào vào lúc này Huấn luyện viên Park đến Việt Nam cuối năm 2017 trong sự hồ nghi lớn, tuy nhiên ông nhanh chóng tạo nên tiếng vang từ huy chương bạc giải U23 châu Á 2018 đến chức vô địch AFF Cup, vào đến tứ kết Asian Cup rồi huy chương vàng SEA Games và mới đây là lần đầu vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ông Phan Anh Tú chia sẻ. Khi một huấn luyện viên đến nắm một đội tuyển quốc gia, họ sẽ xem xét chất lượng cầu thủ rồi mới xác định hướng đi. Tìm được định hướng lối chơi không phải là dễ, và khi tìm được rồi thì phải nghĩ phương pháp xây dựng để cầu thủ phát huy tối đa lối chơi đó. Đó là một quá trình dài. Từng có huấn luyện viên xác định điểm yếu của cầu thủ Việt Nam là thể lực và tập trung cải thiện điều đó, nhưng phương pháp chưa chắc đã đúng. Huấn luyện viên Park đã dày công xây dựng triết lý cho đội tuyển từ những ngày đầu còn non nớt. Các cầu thủ ngày càng chín chắn và những gương mặt trẻ được gọi lên tuyển cũng tiếp thu rất nhanh triết lý của ông ấy. Nhờ vậy đội tuyển Việt Nam rất có chiều sâu, có nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng để đáp ứng lối chơi được đề ra. Tôi cho đó là thành công của huấn luyện viên Park. Ông đã chuẩn bị cho tương lai chứ không chăm chăm ăn sẵn nhờ lứa cầu thủ từng thành công ở giải U23 châu Á năm 2018. Vòng loại cuối cùng gồm 12 đội được chia làm hai bảng, mỗi bảng có 6 đội đá vòng tròn hai lượt. Các đội xếp nhất nhì mỗi bảng sẽ giành 4 vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2022 trên đất Qatar. Hai đội đứng thứ ba sẽ đá một trận play-off và đội thắng sẽ vào đấu play-off liên lục địa để tranh vé vớt. Đây sẽ là một cấp độ hoàn toàn khác khi mà Việt Nam sẽ đương đầu với những đội tuyển hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc hay Australia. Trong quá khứ chưa đội tuyển Đông Nam Á nào giành chiến thắng ở vòng này. Chính vì vậy ông Tú cho rằng Triển vọng đi tiếp của Việt Nam là rất khó vì đối thủ của chúng ta hơn hẳn về đẳng cấp, sở hữu những cầu thủ giỏi, được đào tạo bài bản và các giải vô địch quốc gia của họ cũng chuyên nghiệp hơn. Đối đầu với những đối thủ như thế, Việt Nam chắc chắn sẽ bộc lộ nhiều sai lầm. Nhưng nếu bỏ qua kết quả, đội tuyển chắc chắn sẽ không e ngại và đủ khả năng khiến các đối thủ phải kiêng nể. Họ từng làm được điều đó khi chạm trán Nhật Bản hay Hàn Quốc tại Asian Cup vấn đề là việt nam cần chuẩn bị sự tự tin bước vào giải với tâm thế muốn cho các đội bóng lớn nể phục và e ngại tôi không dám nói trước liệu chúng ta có thắng họ hay không quan trọng là việt nam sẽ không dự vòng loại cuối cùng với tư cách một đội lót đường như người ta thường nghĩ đội tuyển có mặt ở giai đoạn này không phải là do may mắn cùng chung quan điểm cựu tiền đạo nguyễn việt thắng cho hay là người việt nam tôi rất vui và tự hào khi đội tuyển giành vé đi tiếp đây là cột mốc lịch sử và chúng ta hãy tận hưởng niềm vui này các cầu thủ đã trải qua một hành trình dài tuyệt vời, đó là nỗ lực của tập thể. Tôi xin chúc mừng các em, họ đã làm được điều mà thế hệ cầu thủ đi trước như chúng tôi chưa thể làm được. Trước trận đấu ngày 15 tháng 6, Việt Nam đang bất bại qua 7 trận và đứng đầu bảng G. Đội chỉ cần một điểm để chắc chắn vào vòng tiếp theo bằng vé trực tiếp. Tuy nhiên, UAE đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội, dẫn 3 bàn trước để Việt Nam gỡ hòa ở cuối hiệp 2. Nhiều ý kiến cho rằng nếu thời gian kéo dài hơn, Việt Nam có thể làm nên chuyện. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng lọ tỏ ra thực tế. Nhìn vào tỷ số trận đấu, khó nói UAE quá vượt trội nhưng rõ ràng trình độ chuyên môn của hai đội vẫn chênh lệch. UAE đã kỹ thuật và đơn giản. Sau khi ghi ba bàn họ hơi chủ quan nên các cầu thủ Việt Nam đã biết nắm lấy cơ hội để rút ngắn cách biệt. Nếu trọng tài cho hưởng phạt đền khi công phượng phạm lỗi, Việt Nam cũng khó lòng xoay chuyển tình thế, bởi nếu chúng ta vùng lên, họ cũng sẽ vùng lên để gây áp lực lại thôi. Nhìn chung UAE điều tiết trận đấu như cách Việt Nam đã ung dung trước Indonesia nhưng dù sao thì đội tuyển cũng đã có trận đấu bổ ích. Ở vòng loại cuối cùng trước những đối thủ mạnh, các cầu thủ sẽ có cơ hội cọ sát tích lũy kinh nghiệm. Theo lịch dự kiến được AFC công bố hôm 11 tháng 11 năm 2020, giai đoạn 3 sẽ khởi tranh vào ngày 2 tháng 9 năm 2021 và kết thúc vào ngày 9 tháng 3 năm 2022. Lộ thời điểm xác định đối thủ đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa ra thông báo về lịch bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã làm nên kỳ tích góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Thầy chó luyện viên Park Hang-seo là đại diện duy nhất của Đông Nam Á đi tới vòng loại cuối cùng. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã ấn định thời gian bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022. Theo đó, lễ bốc thăm sẽ được diễn ra vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 tại Kuala Lumpur, Malaysia, thay vì sự kiến 24 tháng 6 năm 2021 trước đó. Đáng chú ý, AFC sẽ dựa vào bảng xếp hạng FIFA được cập nhật vào ngày 18 tháng 6 tới để quyết định phân loại hạt giống cho các đội bóng. Điều này có thể tạo ra sự xáo trộn đến đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bảng đấu trước mắt. Có mặt trong nhóm 12 đội bóng xuất sắc nhất của vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 6, nhóm hạt giống thấp nhất do chỉ đứng ở vị trí thứ 92 trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó, thầy chó luyện viên Park Hang-seo có nguy cơ rơi vào bảng đấu cực kỳ khó khăn, gồm toàn các ông lớn của bóng đá châu Á. Trên bài đăng trên trang chủ, Chủ tịch AFC Al Khalifa cũng gửi lời chúc mừng đến 12 đội đã vượt qua vòng loại thứ hai. Ông chia sẻ, tôi muốn chúc mừng các đội bóng đã thể hiện chất lượng và sự ổn định tuyệt vời để giành được suất vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.